là phân phối. Như vậy là có 3 người đưa ra 2 phương án, 2 người chọn là đáp án là C, Tân Thành. Cái gì mà thằng Phong nó khóc đấy, vô mà bật lên nó quý em, nó vô mà bật lên nhà mà chả khóc. Nè, cái nào đây? À, cho nó làm cái xe cái chụp đi. Cho xe chụp. Đã tối. Đây, đẩy ra đây cho tôi cũng đẩy ra đây. Đẩy ra đây, đẩy ra đây, đẩy ra đây. Đáp án cuối cùng của tôi là thân Mò Lan. Phương án Đây. Và đây. Và trong tư luận của chị là vì sao đây có rất nhiều vũ trụ nhỏ phải là đây. Đây đúng câu hỏi chúng tôi hỏi. Đây. Nếu như chúng ta không có đấy, kìa đấy. Chị đã xuất sắc vượt qua câu số 11. Thế rồi. Nó bình ra để sử dụng làm các phương chữ. Và nó là đoạn thân cây cùng con sinh thể hóa. Chị đã vượt qua câu số 11. Và phần thưởng chị hiện nay đã tăng lên 10 triệu. Nó sẽ trị giá 25 triệu. Thật là tuyệt vời. Bởi vì chị đã trả lời đúng ở câu số 11. Trả lời gắn rồi. Đã tham khảo ý kiến của tại chỗ và đã phân tích thật là cười đấy à, bác đang quay đấy, bác đang quay gì, bác còn trưởng rồi đấy, bác đang quay đâu cơ, cười là hết đúng không? Hết đi con chơi là... mồm đấy, chơi chơi đừng làm đá. Giật mình. Tôi biết ăn chân giả đi. Nó cười giống cái ảnh mày mặc cái áo len ngắn ngắn thế này, bò này. Ý cái mồm nghịch ý thế. Đúng lắm á. Nè em ơi. Em ơi. Đấy, bây giờ có hai hôm nay có cái động tác này này. Bắt đầu lôi dò mà gặp. Bây giờ mà gặp mày. Gạo mà gạo ngon đâu, ngon đâu, ngon đâu. Và xin chào tổng xét thì là 25 triệu, đó là của chị. Vâng, chúc mừng chị lần nữa. À, vừa cho thêm quá. À, chị gạo chân này, chân kia lại không quen. Nữa là ai? Và cuối cùng xin chúc chị. Chân này cơm đấy, cơm đấy. Ừ. 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 Nói chuyện với cái thằng này này. Úi dồi ôi, hét to lắm. Chán chưa em biết. Cái này là cái cưới của Lâm đúng không? Chán chơi cái này rồi.